Xin chào các bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em sẽ có bóc mẫu xe đạp đua Mosso M-Team 710 ARC, một dòng xe đạp khung nhôm được sử dụng loại nhôm tốt nhất trên thị trường hiện nay là loại nhôm 7005, siêu nhẹ và bền, và cái độ bền nó rất là cao. Được sử dụng thêm một bộ chuyển động của Shimano Suza, gạt đĩa là Shimano Suza, còn bộ đề chuyển động nó là 5510 ấy, nó là 105 mà do quá trình sử dụng nó đã bị mất logo rồi. Và đây là đề 105 và được sử dụng bộ gạt Suza với 9 tầng lít và 2 tầng đĩa cho xe có 18 tốc độ khác nhau. Phanh thì được sử dụng phanh của Esam, một cái loại phụ tùng rất là lớn, công ty phụ tùng rất là lớn của Mỹ. Vành là vành 700C, sử dụng vành của Gian, Mayo Gian, vành Gian luôn. Đây là vành của Gian, Mayo bi cool. Nhưng mà như các bác biết thì dòng Gian, những dòng Mayo của Gian ấy thì họ chỉ làm bi cool thôi, nhưng mà cái chất lượng của nó rất là tốt, cực kỳ là bền. Nhôm xe cũng nhôm 705 đây, alu, loại nhôm siêu nhẹ và độ bền nó rất là tốt, không tính ở những cái dòng, những cái hãng mà có những cái sản phẩm nhôm độc quyền ấy, thì cái dòng 705 này nó là loại nhôm tốt nhất và chất lượng nhất trên thị trường hiện nay rồi, siêu nhẹ. Trọng lượng xe thì cũng rất là nhẹ, em chưa cân thử nhưng mà các bác xách một tay dễ dàng thôi. Trên ghi đông thì sử dụng bộ tay lắc Shimano Suza, hai bên phần trước cũng là Esam đây. Form dáng xe rất là đẹp, có gì mà tổng thể form dáng này, khối hộp rất là chắc chắn này, nhìn rất là cơ bắp, vừa thể thao và lớp sơn các thứ thì còn rất là mới các bác nhé, vẫn giữ cái độ bóng cực kỳ là tốt mà. Nhưng mà chỉ là do đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài và nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe thì cũng còn tương đối là đẹp. Rồi sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 48 cm. Thì chiếc xe này có cái size nó cũng rất là nhỏ, dành cho các bác đi từ khoảng 1m55 đến 1m65 thì phù hợp. Bộ chuyển động Suza với 9 tầng lít, 2 tầng đĩa cho 18 tốc độ khác nhau. Xe đang có giá bán bên em là 9.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bạn ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.